10 ngày cuối cùng tháng 4 âm, cá chép hóa rồng 3 tuổi tiền bạc thi nhau kéo tới nhà, tiêu xài thả ga ba con giáp như hổ mọc thêm cánh giàu có trong cuối tháng 4 âm. Tuổi Sửu, tuổi Sửu thường chăm chỉ, có tầm nhìn nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Sửu không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Tử Vi nói rằng bước sang năm 2023, tuổi Sửu có khả năng kiếm được nhiều tiền nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt. Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi sửu đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Tuổi mùi, tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi mùi trong năm 2023 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Tử vi trong tháng 4 âm do bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Càng bước về thời kỳ cuối năm người tuổi mùi càng may mắn giàu sang phú quý hơn người, cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng. Tuổi dậu, tử vi trong tháng 4 âm lịch này tuổi dậu chính là con giáp này cầu được ước thấy cuộc sống hanh thông dù làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh thì đường tài lộc càng thêm phần giàu có. Trong thời gian này người tuổi Dậu còn may mắn trên đường tình duyên. Đồng thời, trong thời gian này người tuổi Dậu không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn, cuộc sống càng may mắn. Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm.